cờ. Mau thu anh em, băng qua quần phố giữa ban đêm. Mùa sao lại sáng cùng với khi mà trăng lên. Màu đen dưới đó và từng đáo nâu vang tên. Ngang vào hôm nay để cảm giác đó không quên. Bọn anh văn hóa không chỉ đơn thuần là những tông màu xanh lá. Bước vào sân khấu là di chuyển theo một crew với thứ ánh sáng ở trên cổ để băng giá. Trở thành từ màu nằm Playgo. Cùng nhau dựng xây những label. Fly. Hòn ngọc viết đông của hip hop như họ biết homie anh vẫn là Trudy Michael. Trudy tự do với điều mình công hiến và chạy xa xuyên với những người mà anh yêu. Cao nguyên với tay được trùng mê một con phố, vẽ giấc mơ đó như là Beverly Hills. Có lúc anh thấy lên bầu trời những vì sao ngày càng xa như vượt tầm. Phút thì hào quang ở làn mây ngay cạnh đây nhưng mà tay chưa được cầm. Những ngày dưới chân là sỏi đá, có người quay đi và cũng có người một lòng. Anh không đổi thay, bên trong im lặng cùng anh em làm cú đúc và sau đó lại ngược dòng. Kill it, vững vàng như ngồi trên lưng ngựa. Tree, băng đi trên con đường tơ lụa. Tree, làm đi hạt mưa dưới ly gì. Những ngày đường phố và sau đó trên TV. Dùng quân đi blue cho VVD. Viết cho tổ phu hay nam đi trên PC. Kinh nghiệm từ trên những chặng đường đã qua đi. Giang thì nhịp bơi đi đầu thôi đi huy mi. Nhưng mà chắc vì mà hometown bay lên cùng hai nhân vì sao. Chỉ từ nơi lên khu phố, họ biết tập phong cách của bọn anh Tây Nguyên sao. Vì anh đã có một bóng hồng, nên sẽ không vướng là mỹ nhân. Và bài học đầu tiên khi anh bước vào cuộc chơi là thắng thua và thành bại từ kỹ năng. Trên trời đường có như gian khó và thời gian đã anh đối mặt thử thách về nguyên năng. Chỉ từ phàn nàn và kêu than, lấy nó làm động lực để bước tiếp cùng mai can. Xuyên qua thành phố tới đại ngàn, anh xuống đi màn đêm, bầu trời cao sáng tỏ. Anh không quan tâm những lời mắng mỏ, những việc anh làm là mở lối cho quê hương và chừng đặt cho đám nhỏ. Hào quang sẽ soi qua đôi mắt kẻ bán bổ và những thói quen nó không tốt anh cảm thấy mình đáng bỏ. Thay được bản thân, anh thay được cách sống. Những lời nhạc đó anh đã viết như là ưng ở bên trong căn gác trống. Lắng nghe lời nói từ con tim, dành được tốt nhất cho anh em. Còn đối với tổ chức thì phải giữ sự tôn nghiêm. Bằng như ngồi trên lưng ngựa, tree. Bằng đi trên con đường tơ lụa, tree. Nằm đi hạt mưa dưới ly gì. Những ngày đường phố và sau đó trên TV. Dùng quân đi blue cho VVD. Viết cho tổ phu hay nam đi trên PC. Kinh nghiệm từ trên những chặng đường đã qua đi. Giang thì nhịp bơi đi đầu thôi đi huy mi. Xa đâu thế bình còn vẫn chưa một lần quên mình xuất thân từ họ Vũ. Đồng tiền là thứ không dễ kiếm, phải học cách để bản thân mình dự trữ. Suy nghĩ và những người anh em một trong hai đều song hành phải tự giữ. Tôi dù là keep it real, chân thật và không làm gì sai với phụ nữ. Bình tĩnh và rap như The Who, đứng trên hai vai gọi là crew. Đúng một đồng xuân sang hạ thu, anh em phong lưu và nói không với hạ lưu. Đôi khi chỉ như những vần mây trôi qua đầu, cho bao phố đuôi hay đã cảm và đã sâu. Nhưng mà một khi you on the trap là âm thanh để rap như một dân dân dơ màu. Đi cả cảm nhận cuộc sống mới thật tuyệt. Sau số công việc là nhập tiệc, mỗi ngày viên gạch cho những điều đang dựng xây. Và cũng chính vì điều đó mà đã khiến anh đặc biệt. Bước vào cuộc chơi chỉ đơn giản là bằng không, phàn nàn không phải là việc làm của đàn ông. Cao nguyên phía tây được trùng mây một con phố cho biết thứ âm nhạc bọn anh viết là hàng lâm. Và có những bóng hình trong im lặng anh sẽ cất nhau vào tim. Bạn có tài mà là những người anh em luôn ở bên và đã cho nhau niềm tin. Trái tim ngưỡng mộ cho một người đã chấp bút lên cú chúc của mặt đếp và nhanh sim. Và tháng năm biết mà đã anh biết có những điều tôi cuối cùng gọi là sắt mạch thành kim. Vững vàng như ngồi trên lưng ngựa, tree. Bằng đi trên con đường tơ lụa, tree. Làm đi hạt mưa dưới ly gì. Những ngày đường phố và sau đó trên TV. Dùng quân đi blue cho VVD. Viết cho tổ phu hay nam đi TPC. Kinh nghiệm từ trên những chặng đường đã qua đi. Chỉ